Công ty Kiến Vàng đã tổ chức buổi lễ ra mắt website diễn đàn nhiếp ảnh dành cho người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam www.nikonvn.com, trao thưởng cuộc thi ảnh quốc tế Nikon Photo Contest International và cuộc thi ảnh Cầu Phú Mỹ Sài Gòn Đêm Rực Rỡ. Diễn đàn www.nikonvn.com là nơi mà những người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm từ những người chuyên nghiệp và kể cả những người mới tập chụp ảnh. Diễn đàn cũng là nơi lưu trữ những tác phẩm nhiếp ảnh của các thành viên tham gia. Trong thời gian tới, diễn đàn sẽ tổ chức các hoạt động cộng đồng từ thiện, chia sẻ khó khăn với người kém may mắn và triển khai dự án hướng nghiệp về nghề nhiếp ảnh cho trẻ mồ côi vào năm 2010.